Xin chào các bạn, lại là Mộc Miên và JBL đây. Kiểu giờ này vì có duyên với các dòng JBL ấy, nhưng mà chắc là các bạn vẫn chưa quên JBL là một hãng âm thanh nổi tiếng đến từ Mỹ. Và ngày hôm nay thì Mộc Miên sẽ review chiếc loa di động JBL Track 3. Đây là sản phẩm âm thanh đời thứ 3 của dòng Track, là những chiếc loa di động kiêm với sạc dự phòng luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ không vòng vo nữa mà đi ngay vào để khám phá em nó. Wow, vẫn là cách mở rất là sáng tạo đến từ nhà sản xuất. Các bạn vẫn đang nghĩ đây là một cái hộp đựng bên trong đó là hướng dẫn sử dụng phải không nào? Chúng ta sẽ kiểm chứng. Có vẻ như cái hộp này thiết kế dài đằng ngang. Tuy nhiên thì không sao đâu, các bạn đừng lo, bởi vì là chiếc loa JBL trông chắc chắn và vững mạnh như thế này thì không bao giờ có thể bị tổn thương bởi một chấn thương rất là nhỏ như vậy. Đây thì chỉ là một chiếc mắt thôi, có số ở bên trong. Và có lẽ là sợi cáp sạc micro USB cũng như hướng dẫn sử dụng của chúng ta sẽ được nằm trong cái hộp này. Cái hộp này vô tác dụng, chúng ta sẽ đẩy ra kia. Wow, trong chiếc hộp này thì còn có rất là nhiều phụ kiện đi kèm so với Flip 4. Chúng ta sẽ có những đầu sạc khác nhau này. Chúng ta sẽ có một củ sạc nữa. Còn sợi cáp sạc micro USB thì sẽ nằm ở phía dưới. Vẫn là một màu cam rất là nổi bật. Cuối cùng là một tập giấy hướng dẫn sử dụng. Hết chưa nhỉ? Thế rồi, đây là tất cả những phụ kiện mà chúng ta sẽ nhận được trong chiếc hộp này. Ten ten! Chiếc JBL Track 3 vẫn gây ấn tượng bởi một thiết kế hình trụ tròn, trông rất là vững chắc, và thiết kế của nó thì còn to hơn cái Flip 4 nữa. Ở hai đầu của chúng ta thì vẫn là hai loa trầm với chữ JBL. Có lẽ đây chính là một nét nổi bật làm cho những chiếc loa của JBL luôn luôn có dải trầm rất là ấn tượng. Chiếc loa này thì được làm bằng chất liệu chính là nhựa cứng đan xen lẫn nhau. Xem nào, ở đây thì sẽ có một dải các nút chức năng, các phím chức năng đặt trên phần lưới bọc của loa, bao gồm các nút phát dừng nhạc này, tăng giảm âm lượng này, nút kết nối Bluetooth, và ở chính giữa thì là nút nguồn và nút the để cho các bạn có thể kết nối với những chiếc loa JBL khác. Ở phía trước này thì sẽ có một logo JBL màu đỏ rất là nổi bật. Wow, khi quay lại đằng sau thì chúng ta vẫn có một nắp. Giống như chiếc Flip 4 thì Mộc Miên nghĩ là chiếc laptop như thế này thì ở bên trong chắc chắn nó sẽ có nhiều nút hơn, nhiều cổng hơn. Chúng ta sẽ cùng mở ra để kiểm nghiệm. Chúng ta vẫn sẽ có một cổng 3,5 ly để kết nối dây này, một cổng micro USB để sạc này, và một cổng USB full size thay thế cho một cục pin 6000mAh để các bạn có thể sử dụng làm sạc dự phòng khi mà điện thoại hết pin. Còn gì nữa không ta? Có vẻ như là hết rồi đấy. Đây là tất cả những thông tin về thiết kế của chiếc loa JBL. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần chấp âm nhé. Về chất lượng âm thanh và tính năng của Flip 4 thì nó được trang bị cặp driver 40 ly kết hợp với cặp loa trầm ở hai bên cho âm bass mạnh mẽ và bùng nổ. Tuy nhiên thì dải trung và dải cao sẽ bị thiếu chi tiết một chút. Chính vì thế mà Flip 4 sẽ phù hợp nhất với nhạc EDM. Ứng dụng JBL Connect Plus cho phép kết nối Flip 4 với các dòng loa di động JBL khác có hỗ trợ phần mềm này để nghe nhạc trên nhiều loa khác nhau. Các bạn cần lưu ý là loa JBL đời cũ thì sẽ không có hỗ trợ ứng dụng này. Ngoài ra thì ứng dụng cũng cho phép người dùng có thể sử dụng nút phát nhạc làm nút kích hoạt trợ lý ảo Siri trên iOS hoặc Google Assistant trên Android. Khả năng kết nối của loa khá là tốt, trong thời gian sử dụng không gặp bất cứ hiện tượng rớt tín hiệu nào khi để loa ở gần. Pin có dung lượng 3000mAh cho thời gian sử dụng theo nhà sản xuất lên tới 10 đến 11 tiếng, nhưng cần chú ý là thời gian sử dụng thực tế sẽ phụ thuộc vào mức âm lượng mà bạn sử dụng. Với mức giá là 3.900.000 đồng thì tất cả chúng ta đều thấy Track 3 có mức giá cao hơn so với Flip 4. Tuy nhiên đổi lại thì các bạn sẽ có một chiếc loa di động này vừa có thiết kế đẹp, vừa có chất lượng âm thanh tốt mà lại còn kiêm luôn sạc dự phòng nữa. Đặc biệt là khi qua Xuân Vũ Audio thì bạn có thể trực tiếp trải nghiệm chất lượng âm thanh của chiếc loa này. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Xuân Vũ Audio để có thể cập nhật những thông tin mới về những video tiếp theo nhé. Chắc không biết là có phải JBL nữa không?